Đài phát thanh Amen Radio vừa mới được thành lập tại Mogadishu của Somalia. Đây là đài phát thanh đầu tiên tại nước này được vận hành hoàn toàn bởi phụ nữ, với mục đích trao quyền nhiều hơn cho nữ giới tại quốc gia xung đột không ngừng trong suốt hai thập kỷ vừa qua. Đài phát thanh được tài trợ và vận hành hoàn toàn bởi những người phụ nữ. Xung đột và định kiến tại Somalia khiến cho phụ nữ nước này là những người phụ nữ thiệt thòi nhất trên thế giới. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, Somalia là một trong những nước có tình trạng bạo lực đối với nữ giới nghiêm trọng nhất thế giới. Dù đã có nhiều tổ chức nhân đạo và nữ quyền lên tiếng kêu gọi bình đẳng giới và tăng cường bảo vệ phụ nữ, nhưng nhìn chung, nữ giới nước này vẫn chưa có tiếng nói. Tôi chọn nghề báo vì tôi muốn vực dậy tiếng nói của cộng đồng chúng tôi, đặc biệt là phụ nữ. Phụ nữ Somalia không có tiếng nói, họ bị thiệt thòi rất nhiều về y tế, giáo dục, v.v. Khi chúng tôi bắt tay vào dự án này, người ta cho rằng dự án này không khả thi và phi thực tế, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua điều đó. Đài Amani hiện có 25 nhân viên trong độ tuổi từ 17 cho tới 20. Không dễ để phụ nữ làm báo ở Somalia. Tự do ngôn luận ở Somalia đứng thứ 175 trên tổng số 179 nước. Theo khảo sát của Reuters, và cũng là một trong những nước nguy hiểm nhất đối với nghề báo.